Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Thì hôm nay mình đến địa bàn là chỗ Trà Nóc để gặp Duy giới thiệu một số cây kiểng để giao lưu. Chào Duy ơi. Dạ chào anh Hoài. Rồi trước tiên chào cô chú anh chị gần xa. Rồi chúc cô chú anh chị một ngày tốt đẹp và an lành và hạnh phúc trong gia đình nè. Số điện thoại của Duy là 0363 129 320. Bữa nay con góp vui và bao lưu với cô chú anh chị là 12 cây trang tài. 12 cây trang. Vừa rồi thì Duy cũng đã lên một video rồi. Hôm nay là video thứ 2 nha mấy anh. Duy ở Trà Nóc, dạ, đúng không? Dạ. Rồi như vậy là cho anh xoay tròn vòng đi em ơi. Dạ. Xoay luôn. Lấy dùm nồi vẽ. Rồi cái này là như vậy là cái này gọi là mã số 1. Trang gì đây? Dạ, tím sen anh ơi. Trang tím sen mấy anh ơi. Tròn đẹp, bông quá trời bông. Trang tím sen. Cái này cây này về cô chú chơi, cô chú ngắt bông bớt nha. Người ta muốn nhiều bông mà sao em lại khuyến mãi là kêu ngắt bông là sao? Không, mình giờ mình ngắt bông nữa để cho cái cây nó nuôi lại kịp cái tháng 12 này chơi nè. Rồi như vậy là mã số 1 trang gì? Bông sen hả? Dạ, tím sen. Tím sen. Rồi như vậy là cho cái số đo em ơi. Trang tím sen mấy anh ơi, xin nhắc lại. Cái này mình, của em nó là 11. 11, dạ. Rồi ok em. Rồi chiều cao thử. Chiều cao em nó từ mặt bầu đến đỉnh là 70. Rồi 70. Rộng. Chiều rộng là 74. 74 luôn. Dạ. Rồi. Cây này mã số 1 có giá là 1.200.000 nha cô chú. 1.200.000. Rồi phí ship em tính sao? Dạ em bao ship luôn anh ơi. Toàn quốc không? Dạ toàn quốc luôn anh. Rồi bông trang sen. Rồi xây luôn. Rồi 1.200.000 đổi luôn mấy anh ơi. Phụ đổi. Rồi số 2 lên. Rồi mã số 2 xin nhắc lại. Tròn vòng luôn. Số 2 cũng tím sen luôn nha cô chú. Rồi tiếp tục là tím sen. Rồi Tết này mua về chơi được không? Dạ được á. Rồi chơi Tết luôn mấy anh ơi. Đây là tàn tròn quá tròn. Tiếp tục là sen. Tím sen. Rồi như vậy là em đo làm sao đây? Đây rồi, em đo. Cây này em đo trên cổ là 12 nha. Rồi ok em. Rồi kéo chiều cao. Chiều cao em nó là 80. 80 rồi. Rộng luôn. Tán rộng là 65. 65. Dạ. Rồi. Tròn vòng đi 10. Rồi báo giá luôn. Rồi cây này cũng có giá là 1.200.000 luôn ha cô chú. 1.200.000. Cây số 2 có giá là 1.200.000 luôn. Rồi trước khi đổi em cho số điện thoại. Dạ số điện thoại của Duy là 0363 129 320. Rồi Duy Trà Nóc. Dạ. Phí ship miễn phí. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Cây trang số 3. Số 2. Không, 3 số 3 rồi. 2 xuống 3 lên. Rồi đọc số điện thoại chậm chậm. Rồi. Số 3 nha mấy anh, xin nhắc lại. Rồi, cây số 3 cũng là cây tím sen luôn nha cô chú anh chị. Tím sen. Dạ. Theo lời của Di là tím sen. Tàn cũng khá mấy anh. Rồi em cứ xe tròn vòng đi. Rồi cho số đo luôn em ơi. Như vậy là mã số 3 ha. Dạ mã số 3. Quay số đo cho người ta coi. Rồi cứ đọc lớn. Số đo em nói là 11. Rồi 11. Dạ. Rồi cao thử. Chiều cao từ mặt bầu đến đỉnh là 87. Rồi 87. Dạ. Chiều rộng nó là 64. 64. Dạ. Mã số 3. Số 3 này giá luôn. Dạ cũng 1.200.000 luôn anh ơi. Tiếp tục 1.200.000 mấy anh ơi. Phí ship thì được miễn phí. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Số 3 xuống. Số 4 lên. Rồi 4 lên. Vậy là em bao bông chơi Tết ha. Dạ. Quá nhiều bông. Rồi, cây số 4 cũng là cây tím sen luôn ha cô chú anh chị. Tiếp tục là tím sen nha mấy anh. Số 4. mấy cây này toàn không có dám làm đầu á, làm mỏ nó mất sức cây. Như vậy là nhắc lại là mã số 4 mấy anh ơi. Rồi em đo luôn. Ủa em nói là 11 ha. Rồi 11 mấy anh ơi, 11. Rồi chiều từ mặt đầu đến đỉnh là 86. 86 mấy anh ơi. 8 cộng là 66. 66. Rồi giá luôn em ơi. Em nói là cũng 1,2 triệu luôn ha cô chú. Vậy là đồng giá 1,2 triệu luôn. Dạ, số 4 thôi anh chị. Số 4 này, số 4. Rồi tiếp tục là 1,2 triệu mấy anh ơi. Rồi phụ đổi luôn anh ơi. Rồi cái này là số 5 mấy anh ơi. Rồi số 5 này cho tròn vòng luôn. Tròn vòng luôn. Rồi bông quá nhiều bông mấy anh ơi. Dữ lắm bông nha. Rồi mua về bà con mình khuyến cáo có nước phân gì không em ơi? Rồi cũng mình cũng vô nước phân thường vậy đó. Nhưng mà cây thì mình tàn mình về trồng tốt nhất là đừng có để ngoài nắng quá. Dạ. Trong mát ha. Dạ, dạ. Rồi cũng cưng nó chứ gì. Dạ. Rồi ok đó. Số mấy đây ạ? À? Dạ cây này số 5 anh. Số 5 mấy anh ơi. Rồi số 5 là nhiêu đây? Hoành của em nó là 13. Rồi 13. Dạ. Chiều cao tổng mặt đầu lên tới đỉnh là 1 mét. 1 mét rồi rộng luôn. Rộng là 64. 64. Dạ. Cây số 5 này có giá cũng là 1,2 triệu thôi cô chú anh chị. Tiếp tục là 1,2 triệu mấy anh ơi. 1,2 triệu ngàn. Bao quý ship cho mấy anh luôn. Dạ, rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Phụ đổi luôn. Rồi cái này là số 6 ha. Dạ, cái này số 6. Cái này thì bọc nó mới đầy xong. Chương trình của em là phí ship thì bao toàn quốc. Dạ. Rồi chúng cho tròn vòng luôn. Mấy em kia thì quá nhiều bông, rồi em này để ít bông. Này về để bình thường đâu có xử lý gì em, phải không? Dạ bình thường thôi, mình vô chậu rồi mình bình thường. Thuốc dưỡng rồi nó vô. Có nguyên năm không hay là tự nó ra hay là có mùa gì không? Dạ không, nó ra là xuyên suốt luôn anh. Xuyên suốt luôn. Tháng nào cũng có bông. Tháng nào cũng có bông hết. Dạ, dạ. Rồi, gọi là trang rồi bông là bông tím sen hả? Dạ, trang tím sen. Trang tím sen rồi cho thông số luôn. Này số 6 mấy anh ơi. Dạ, cái mã số 6 là có đo của em nó là 13. Rồi 13. Dạ. 13. Rồi ok, cao. Chiều cao từ mặt bầu lên đỉnh là 82. 82. Rồi rộng luôn. Chiều rộng em nó là tới 78. 78. Dạ. Rồi đồng giá sao ạ? Dạ đồng giá luôn anh ơi. Đồng giá rồi phí ship. Phí ship em bao toàn quốc. Rồi. Rồi phụ đổi luôn em ơi, phụ đổi luôn. Rồi 7 lên, 6 xuống 7 lên. Rồi mã số 7, có cái tàn khá là lớn nha. Rồi cây mã số 7 là tàn lớn cốt lớn luôn. Tàn lớn cốt lớn luôn, bông tím sen luôn. Dạ. Quá đẹp. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Rồi mình đo luôn. Nhiêu đây? Này của em nói là tới 15 luôn hả cô chú? Rồi 15 mấy anh ơi. 15. Rồi kéo chiều cao luôn. Chiều cao của em nó là 1 mét. 1 mét. Rộng là 73. 73. Dạ. Rồi giá là sao? Mã số 7 có giá là 1,2 triệu luôn hả cô chú? Rồi nhắc lại các anh là 1,2 triệu mã số 7. Rồi em cho số điện thoại lại các em ơi. Dạ, số điện thoại của Duy là 0363. Rồi. 29320. Rồi ok. Rồi. Rồi 8 lên. Mã số 8 mấy anh ơi. Cây mã số 8 cũng là cây tím sen. Tím sen, tím sen. Bông trang tím sen. Rồi tiếp tục xoay luôn. Rồi cho thông số luôn. Cây này của mình đo của em nó là 13. Rồi 13 mấy anh ơi. Rồi thả chiều cao. Chiều cao từ mặt bầu lên đỉnh là 81. Rồi rộng luôn em ơi. Rộng của em nó là 82. Rộng 82. Rồi giá sao? Dạ, cây số 8 này có giá là 1.2 triệu luôn. Tiếp tục là 1.2 triệu, phí ship miễn phí. Rồi phụ đổi 8 xuống 9 lên. Rồi số 9 lên mấy anh ơi. Rồi tím sen. Chính là có là một cốt. Rồi xoay luôn em ơi, xoay luôn. Mã số 9 nha mấy anh. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Rồi kéo cái thông số luôn. Cái này trên của em nó là 11. Rồi 11 mấy anh ơi, 11. Dưới coi nhiêu. Cũ của em nó là tới là 12. Rồi 12, rồi kéo chiều cao luôn. Chiều cao em nó là 88. Rồi rộng. Rộng em nó là 60. Rồi giá luôn. Dạ đồng giá là 1.2 luôn. Tiếp tục chiều 2 mấy anh ơi. Phí ship thì bao toàn quốc. 9 nó về đó. 9. Rồi cuối này số 10. Rồi phụ đổi luôn. Rồi số 10 lên. Rồi mã số 10 mấy anh ơi. Rồi mã số 10 cũng là cây tím sen luôn. Tím sen luôn mấy anh ơi. Rồi em đo thông số luôn. Rồi nhiêu em ơi. Đo ở trên cô chú anh chị, đo trên cổ nha. Rồi 11. Rồi cao. Cao của em nó là 90. 90 rộng. Rộng là 64. 64. Rồi giá luôn. Cây số 10 này có giá là 1.2 triệu luôn ha cô chú anh chị. 1.2 triệu mấy anh ơi. 1.2 triệu. Mã số 10. Rồi 11 lên. Rồi 11 lên mấy anh ơi. Tiếp tục là tím sen luôn. Ủa bông đỏ hả? Lá nhỏ bông đỏ mấy anh ơi. Cây số 11. 11. Rồi lá nhỏ bông đỏ thay đổi rồi đó nghe anh. Không còn là tím sen. Rồi nguyên cụm luôn. Cái này nguyên cụm của em nó là tới là nhiêu đây? 47. Rồi 47 cao. 92. 92 rộng luôn. Tán đàn rộng là 62. Rồi 62. Em nói là có giá là 1 triệu mấy? 1.2 triệu anh. 1.2 triệu. Tiếp tục mấy anh ơi. Phí ship sao em ơi? Dạ phí ship em bao toàn quốc luôn anh. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Phụ đổi luôn. 11. Rồi 12 lên. Rồi mã số 12. Mã số 12 là cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Rồi lá nhỏ. Rồi bông thì màu đỏ luôn. Rồi xây luôn em ơi. Tròn vòng luôn. Rồi em đo đi. Đo luôn. Nguyên cụm em nó là 41. Rồi 41. Rồi cao. Chiều cao của em nó là 80. Rồi rộng. Tán rộng em nó là 55. Rồi giá luôn. Rồi cây số 12 này có giá là 1.2 triệu luôn ha cô chú anh chị. Rồi 1.2 triệu, phí ship sao em ơi? Dạ phí ship bao toàn quốc luôn anh ơi. Rồi vừa ghi vừa đọc số điện thoại lại. Dạ. Số điện thoại của con là 0363 129 320. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi đổi luôn anh ơi. Rồi 13. 13 là tiếp tục lên cây trang đỏ lá nhỏ cho phôi. Phôi trang. Dạ đế khủng luôn á. Phôi trang mấy anh ơi. Phôi trang. Cái này cắt sơ giờ cô chú anh chị có chơi thì cắt lại ha. À. Rồi nhắc lại các anh là phôi trang bông đỏ gì em? Dạ đỏ lá nhỏ. Rồi như vậy là đo thông số em ơi. Thông số thân lớn nhất là 16 ha. Rồi 16. Rồi nguyên cụm luôn em ơi. nguyên cụm luôn. Nguyên cụm em nói là 36. Rồi 36, cao thử rồi. Cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 66. Rồi 66. Dạ. Đường kính mặt bầu là 33. Rồi, vậy là em này là mã số mấy đây? Là mã số 13 thôi. Rồi giá luôn. Dạ, có giá là 3,5 triệu. Giá 3,5 triệu mã số 13 mấy anh ơi. Xin nhắc lại. Rồi tiếp tục phụ đổi mấy anh ơi, 14 lên. Rồi mã số 14. Gì đây? Lạ quá. Em phát tài. À, phát tài. Em này thì cái đế cũng khá đều. Dạ, cây này là phát tài lá sọc hơn cô chú anh chị. Phát tài lá sọc. Dạ. Cây này đế thì cũng đẹp lắm, đế nó đều. Rồi đo thông số sao đây em ơi? Này đo hình cổ nó đi. Đo cổ đi, đo nhiều vị trí đi. Dạ. Đo nhiều vị trí. Hình cổ của em nó là 34. Rồi 34. Rồi tiếp tục xuống luôn. Hình cổ đế là em nói là 41. 41 mấy anh ơi. Dạ. Rồi. Cao kính. Đường kính mặt bầu là 37. Rồi cao. Chiều cao em nói là 45. Rồi giá luôn. Dạ, cây này có giá là 1,2 triệu thôi cô chú anh chị. Phát tài 1,2 triệu mấy anh ơi. Có cái lỗ đó có sao không em ơi? Dạ không anh ơi, cái lỗ này nó thành đá rồi. Thành đá. Không vấn đề nha mấy anh, xin nhắc lại. Nói chung có nhược điểm thì mình có hỏi chủ cây. 14 ơi, 14 ơi. 14. 1,2 triệu mấy anh ơi, phát tài 1,2 triệu. Rồi phụ đổi anh ơi. Rồi 15 lên. Rồi 15 con lên là cây mai thú. Phôi mai mấy anh ơi, phôi mai. Cây này là nó có ghép dảo từ nhỏ hơn cô chú anh chị. Ghép đây rồi lành dữ. Rồi cho thông số của em này luôn, rất là mini nha. Hy vọng gần giá của mini luôn. Rồi hình của em nó là 14. Rồi 14. Dạ. Rồi cao. Cao của em nó là 34. Rồi cảm ơn luôn. Đường kính mặt bầu nó em nói là 24. Rồi. Đo cũ luôn ha. Cũ luôn. Cũ em nói là 26, 25 đi. Rồi được thấy. Rồi 25, rồi giá nhiêu? Cây số 15 này có giá là 1,2 triệu ha cô chú anh chị. 1,2 triệu. Dạ. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi, 1,2 triệu. Mã số 15. Phôi mai vàng. Rồi phụ đổi anh ơi. Cái này là có ghép dảo rồi. Có ghép dảo rồi, rồi phụ đổi. Rồi mã số 16 ha. Dạ, mã số 16 là lên cây mai vàng thú. Rồi, phôi mai mấy anh ơi, 16 phôi mai. Thú nằm. Sẽ tròn vòng luôn. Rồi đo thử em ơi, 16 mấy anh ơi, mã số 16. Rồi nhiêu đây? Em nói là 31. Rồi 31 mấy anh ơi, 31. Nhiều vị trí đi. Cổ đế là 39. Rồi 39 luôn, rồi cao. Hoành luôn. Hoành cũ của em nói là 54. Rồi 54. Kéo chiều cao luôn. Chiều cao của em nói là 70, từ đầu lên tới đỉnh. Kính một bầu là 34. Rồi ok, cảm ơn nhiều, xây luôn. Cây này giờ nó đâm một hết hai cô chú anh chị. Rồi 16 này giá nhiêu em ơi? 16 này có giá 3,5 triệu anh ơi. Rồi 3,5 triệu mấy anh ơi. Phôi mai vàng 3,5 triệu, 16. Rồi phụ đổi mấy anh ơi. 17 lên. Mã số 17. Rồi 17 cuối chưa? Dạ, rồi, cuối rồi. Rồi cho tròn vòng luôn em ơi. Mã số 17. Mã số 17 là cây mai vàng có dán chật hay cô chú anh chị? Mai vàng dán chật mấy anh ơi. Dạ, đấy cũng khá đều lắm. Cây này về cô chú anh chị cũng nhanh chơi, cây sống khỏe. Nói chứ với cô chú anh chị là cây này là trong chậu nhổ ra hay cô chú anh chị? Trong chậu nhổ ra. Dạ. Rồi em đo thông số cái này luôn. Nhiều ạ. Con số của em nó ở trên là 30. Rồi 30 rồi. Rồi tiếp tục một vị trí khác. Đấy là 33. Rồi xuống tí xíu là 33. Rồi ok em. Rồi đo thử đường kính đi. 35. 35 rồi kéo chiều cao em ơi. Chiều cao của em nó là 81. Rồi 81 rồi. Xây luôn. Cây số 17 này là có giá là 2,5 triệu cô chú anh chị. 2,5 triệu mấy nơi. Phí ship sao em ơi? Dạ, em bao ship toàn quốc luôn anh ơi. Rồi. Cảm ơn. 2,5 triệu mã số cuối. Rồi cây cuối cùng em chào bà con các em ơi. Rồi con xin kính chào và con cô chú anh chị. Rồi xa rất mong cô chú anh chị xa là ủng hộ con những thời gian qua. Cái gì Duy? Duy là gì Duy? Dạ Duy Trần à. Trần Duy hả? Dạ. Duy Trần. Rồi cảm ơn em thay mặt bà con các em, chúc khỏe em. Hẹn bà con ở video tiếp theo. Mến chào tạm biệt và sức khỏe các anh luôn. Tạm biệt luôn.